về đây ăn tối với mẹ. Mẹ, mẹ hãy nói đi. Muốn nói là có, nhưng phòng con thật ghê. Mẹ đi. Không. Lần tới con để cho căn phòng thật sạch sẽ. Được không? Con nuôi một con chó được không? Con thức khuya được không? Mẹ ơi, con có thể dự tiệc mùa chắc ý không mẹ? Sẽ xe phòng con bài tập đã làm xong.